Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận tứ kết bóng chuyền hơi nam nữ giữa hai đội tuyển bóng chuyền hơi nam nữ của câu lạc bộ bóng chuyền hơi Núi Tòa và đội tuyển bóng chuyền hơi nam nữ của chỗ xóm thi đua trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi do câu lạc bộ bóng chuyền hơi Núi Tòa tổ chức. Ở set đấu đầu tiên này thì đội tuyển bóng chuyền hơi Núi Tòa phía gần mặt các bạn và đội tuyển bóng chuyền hơi của xóm thi đua phía xa mặt này các bạn. Trận đấu được diễn ra tại sân thi đấu của Ủy ban xã Xuân Phương. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu. Xin chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ nhất. Nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới. Rồi. May quá im gió. Trong sân. Mỗi bên lên một chầu. Ô. Rồi. Sao luôn? Hay lắm. Ngoài. Bóng vào. Điểm ra thi đua. 8 3. Cái lộn xộn nào. Ngay. Ai cũng dùng mặt đủ. Tốt rồi. Nó phải có thủ, phải có truyền. Thủ được, truyền được. Vào vai rồi. Nhảy cho nó vào vai. Hạc nhảy chắn đi. Trang đập. Bóng đá nhà ông điểm cho câu lạc bộ Nam Hà Nội. Không đánh kiểu gì. Chín hôm nay nó bị bắt bài em ạ.
Điểm cho câu lạc bộ 8 đúng không? Cố lên, bình tĩnh thôi. Hai đội cố lên. Lòng hai bên kia phải khép vào rồi. Được rồi. Hay lắm. Điểm chơi này thứ nữa. Hôm nay thất thu nhiều quá. Trong một thi đua thắng Núi Tòa 21-14.
Xếp 2 sẽ thi đua vào Núi Toàn. Hàng này tích cực lấy vai. Không nhảy nhưng mà nó trên vạch 2 mét. Nó đẩy ở dưới vạch 2 mét vẫn được, nhưng mà trên vạch 2 mét. Bây giờ im gió hơn cái xe lúc nãy cho nên 8 đánh. Từ nó hùng nêu nó cứ toàn sang. Đúng rồi, điểm cho Thu Liên 9 đấy.
Cầu đi nhỉ. Đi viện mấy hôm chắc nó phổi sao.
nó ngày xưa là nó cũng bị rồi. Hay tái phát. Quay bóng. Bật bóng lên đây nhé, điểm của câu lạc bộ mùa 6 này. Ngược bình thường 99 còn ngược được. Mấy mấy có gì đâu mà. Nọ Tân Sơn 80 Hòa Bình này, 20 15 mà cuối cùng 20 vẫn thua 15 đây. Ê, xếp 3 rồi. Kết thúc xếp 2 núi tòa thắng thi đua 21-17. Điểm thứ này Kim Liên 1-0. Điểm thứ này Kim Liên 2-0. Xét này có 15 quả thôi. Bây giờ còn im hơn.
điểm cho câu lạc bộ 4-1. Hai đội thi đấu rất năng tài, năng sức, chưa có đội nào cần được chia vé vào bên trong và vẫn đang chắc điểm hơn. Điểm cho câu lạc bộ 5-1. Đặt bóng kết điểm cho thi đua 5-1. Trang đã đập quần hơn trai, đúng tầm nêu của người ta. Hai đội thi đấu một tài người sức này chưa biết bên nào. Bây giờ hai đội tranh giành nhau từng điểm một. Cháu bàn và đập cơm. Mới có 6 mới xoay cái gì, 8 mới xoay cái gì. Điểm số đi. Tất cả nghe trọng tài hết. Trọng tài chưa thổi cứ đánh. Cái đang đánh mà tự ôm bóng mà thua đó. Đổi sân, đổi sân. Mời sẽ 35 quả, 8 quả, hai đội đổi sân. Thi đua cố lên. Con nhà Ngọc Hôn. Nói chung là hai đội này đều là vòng trong cũng xứng đáng. Hai đội này để chung kết được anh em. Tám đen lắm mà.
cùng. Sao không ngay cái cần lấy xa này. Đứng. Hello, hello. Get up. Trái có làm gì được không? Cắt được cầu rồi là như tân tháng 8 ngọn đấy, cứ 20 ở đấy xong. Tâm lý rất là ngoài đâu đấy mà ngoài. Núi Toa thắng thi đua 15-10 ở xếp 3.